Trên tay của bạn đang có một số những từ khóa, nhưng mà bí mật, không nói cho các bạn biết đâu. Bởi vì bây giờ các chàng trai của chúng ta sẽ là những người trực tiếp tham gia vào một trò chơi, một thế giới riêng của Misa. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Okay. Sẵn sàng. Rất là tò mò. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tham gia vào thế giới của Misa nha. Dạ, mời Misa. Dạ, em cảm ơn chị. Từ hồi mà phát sóng những tập đầu tiên tới giờ thì có lẽ là các anh cũng đã tiếp xúc với nhau nhiều lắm đúng không? Đúng. Và em nghĩ là cũng sẽ ít nhiều gì thì cũng hiểu nhau đúng không? Hiểu đúng. Chút. Nhưng mà có ở đây có anh với lại là người anh bố lão Thái Ngân. Em bỏ chữ bô lão được không? Dạ xin lỗi, Minty là có phải là 1, 2, 3, 4 người mới nha. Năm nữa. Thì là đừng quên bạn này. Không phải, tại vì là bối rối. Dạ. Thì chưa có hiểu nhiều về mấy đại ca đây cho lắm. Thế mà cậu bảo là cậu biết về tớ nhiều lắm, chứng tỏ cậu là đồ giả dối. Sao thế nhở? Chơi với nhau từ trước mà đúng không? Thôi đừng có cãi nhau nữa, nghe bé nói kìa. Dạ thì em sẽ coi vào cái sự nhạy bén của mấy anh nha. Trên tay em là đang cầm những cái từ khóa và trò chơi là ngôn ngữ hình thể. Ngôn ngữ hình thể. Thì em cần 5 người lên để cùng chơi với em có được không ạ? Được. Ok, thật, được. Nói thật. 5 người mới luôn. Ừ, 5 người mới. Ờ hay nhờ, le nhờ. Cho bạn thử đi kia nhá. Cho em chọn 5 người mới từ quyết định luôn. Dạ, rồi. Bây giờ là ma mới bắt nạt ma cũ chứ không phải. Ma cũ bắt nạt ma mới nữa rồi. Rồi, trò chơi là khi mà em giơ cái bảng này ra và anh sẽ diễn tả nó bằng ngôn ngữ hình thể của anh và cho người anh. Dạ đúng rồi, cho người đằng sau. Xong anh diễn tả cho em diễn tả cho anh, xong anh diễn tả cho Otis. Dạ đúng rồi. Ai là người đứng cuối phải không? Sao vậy? Hàng cao đứng cuối đi tại vì trong hình đó. Và người cuối cùng sẽ nói kết quả cho em ạ. Hiểu được và... chưa? Hiểu rồi. Và ở đây có 9 từ khóa và trong 3 phút cái anh đoán đúng được 6 từ trên 9 từ thì cái anh thắng. Ok, okay. Chơi thôi. Chơi. Và cái anh chỉ được diễn tả bằng hình thể thôi và không được dùng lời nói nha. Ok. Dạ. Từ thứ nhất, một nơi ở trong một căn nhà. Nè, nhìn này. Nhìn này. Cửa gỗ. Anh ơi, không được nói đó anh. Ủa, anh là người cuối cùng, anh được nói chứ đúng không? Ok. À, ô tô. Ô tô. What? Thì bước. Cái sàn nhà. À, rồi. Cái bệ xí. Ngoài. Đúng rồi. Mọi người phải nghe gợi ý của em ý, hiểu không? Ở nội thất trong nhà làm gì? Nó là một nơi trong căn nhà. À nhà vệ sinh. Đúng rồi. Thành cũng thông minh rồi. Ý là em vừa nghe làm nhớ nghe. Dạ em có một cái lưu ý là nếu như mà người đầu tiên chỉ cho người thứ hai rồi thì người đầu tiên phải quay lên đây ạ. Dạ. Ok. Rồi tiếp theo là một con vật. Lâu quá ta. À. À. Không được dùng lời nói, con hành động thôi. Anh ơi. Không được dùng lời nói. Mình sẽ không được dùng tiếng động đâu ạ. Ôi hả? Dạ. Vậy thì tiếc quá. Vậy đổi. Từ này em phải bỏ. Ôi. Nó dễ mà. Lại nào. Là một món đồ.
Anh ơi. À. Ê, xong cái này mình đổi người nhá. Lâu thế. Một đồ dùng đúng không em? Một món đồ à? Hey! Chết rồi, nhìn này, chết rồi, ok. À, rồi, con mèo thần tài. Dạ, đúng rồi à. Đổi không? Ai muốn đổi rồi? Này, lên, tôi hiểu. Lên, lên. Nãy giờ sai mất mấy từ. Đổi đi. Đổi đi. Đây là một động từ. Anh em nghe nhá, đây là một động từ nhá. Ok. Ôi giời, dễ quá. Cái gì vậy mọi người? Cái gì đấy? Anh ơi, không được. Lại nào. Không được. Ăn vạ. Ngã ngửa. Mấy thằng sao không nhắc nhé? Mấy người sao không nhắc? Ờ. Nhìn đi. Nhìn tức á. Tức á, ăn vạ. Động từ đúng không? Ăn vạ. Ngã quỵ. Ngã không nhắc. Ngã dọc. Sao? Tại cái đó. Ngã quỷ. Thôi, bỏ qua đi. Càng này. Tôi là... Trời ơi, bộ đồ mới mua không nổi ơi. Té sợi dơ. Lỗi là tại bụng mình. Lỗi là tại anh Ngân. Biết sao không? Tại vì tôi chỉ như thế này thôi. Mà tự nhiên cho thêm động tác này là như nào? Cái từ đó từ gì? Té. Từ té. Trong này, ngoài miền Bắc làm sao mà biết? Mà té. Ồ, nghe té, té thì té mà. Như vậy đi, này, tự nhiên đi. Không, như mà này. Bây giờ... Thì ai biết đâu. Đây chỉ lại này, đây chỉ tôi. Thôi từ từ này. Anh em rút kinh nghiệm là bây giờ trước khi miêu tả cái gì thì mình phải ghi được có mấy chữ trước nhá. Ok. Rồi, đây là trời ơi, chơi trò này lên. Đây là một danh từ nhá. Dễ ẹt luôn á. Lâu vậy đó. Sao làm gì ekip mình xuất cười vậy? Rồi tới một tiếng quay lên, hết giờ rồi. Đây rồi, đang từ rồi. Nghĩa da luôn á. Nghĩa da luôn. Danh từ đúng không? Tôi được tá thừa nhá. Tim. Trái tim. Thanh từ. À. Được cái này. À, họ. Cái ngực hả? Cái ngực tức ghê luôn á. Ông sao hôm mới tả gì vậy? Cái gì vậy? Cái ngực bao la hơn thì... Cái gì vậy? Về mommy. Hòn vọng phu hả? Cái gì vậy? Hòn vọng phu là tôi hả tên luôn rồi. Từ đó có hai chữ hả? Hai chữ. Ê, hình như là mình chiến thuật đổi người sai rồi đó. Ừ. Cái thằng này. Em á, người em ta rõ ràng như vậy mà. Tại ông Ngân á. Bé con hả? Danh từ. Danh từ.
tức quá. Sắp hết thời gian rồi à? Ê, nhà đang yên đang lành, em đang đứng dưới em hay lắm à. Luôn á. Ok, bỏ qua câu này nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Đâu có tính giờ đâu. Em bé xịn xanh từ bé này là chỉ có em bé đấy. Tại ông Ngân á, tại ông Ngân chắc luôn á. Tại Ngân thì đừng có động tác. Tại ông Ngân á, tại ông Ngân. Thế mà anh Ngân thêm. Tôi chỉ giơ hai này thôi anh Ngân à. Như này. Tuy nhiên thêm cái gì ở giữa giữa ấy. Đâu có, nó là hai từ. Chỉ cần như này thôi. Mọi người, anh Ngân muốn lên trước không? Anh Ngân cho anh Ngân lên trước này. Đây là một tính từ. Nào. Tính từ. Thì mày tuy mới nhưng mà không được thông minh cho lắm nhá. Tính từ à? Khó rồi ta. Mấy từ rồi à? Quên rồi. Ờ. Hai từ mà là tính từ. Muốn coi cái mặt lắm à? Di ra rồi, di ra rồi. Ai vậy đó bụng? Mấy cái thằng quỷ. Tôi chết nó mất như nó luôn. Nói đi, mắc cỡ. Nói đi, tại nữa. Như vậy mà mất nữa. Sợ ma hả? Dạ sai rồi ạ. Biết không? Không phải đâu, tai biến. Trời ơi, biến vậy hả? Không, bị khùng đúng rồi. Ủa, bị khùng đúng không? Ừ. Trời ơi, trời rồi, đúng không? Sai rồi. Chúng ta đang có chiến thuật rất tốt. Cảm ơn anh em đã tin tưởng tôi. Mấy từ? Đây là một danh từ. Danh từ nha. Danh từ. Ok. Ok, 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 ok. Dễ mà. Cái gì đấy ông rồi? Khó thế. Sang trên tâm lý quá. Khó ghê luôn á. Nhớ nó có mấy từ nha. Hey. Chết rồi, nhầm rồi. Nhầm rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Danh từ đúng không? À, ok. Cụ. Coi người thông minh trả lời là chú Hà. Yeah! Ghê 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 ghê, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Thấy chưa? Chọn. Yeah 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 yeah. Hay quá ta. Nhưng mà thấy không, từ cái ông này như này. Ông này chưa làm gì hết. Ông này tôi cũng nhìn thấy. Thì anh Ngân bảo thế. Yeah. Đúng không? Thế yeah. Đổi chiến thuật này hay đấy. Các anh đúng không đủ 6 câu, thành ra là các anh sẽ bị phạt. Ok. Hôm nay mình sống heo thì đi. Mỗi người hít đứt 20 cái à. Trời ơi, cái gì mà nó dễ. Em. Anh thấy như vậy nè, nãy giờ tụi anh vận động cũng nhiều rồi. Nhưng mà tụi anh sống chết có nhau. Tự nhiên có bốn người em ngồi không, ở dưới. Không, 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 hay không, quá. Không. Hay quá. Tại sao có phước thì hưởng, có quả thì đòi chia vậy? Đâu, cái này quả mà quả gì? Cái này là sao quả vậy? Mà. Thể dục thể thao vận động cơ thể. No. Chịu. Cái anh em mà, anh nhớ tới mọi người mà, không phải là anh có ý xấu gì đâu. Đây là lúc kiểm chứng tình yêu của các anh dành cho nhau ạ. Và đó là quyết định của mình. Thôi, nha. Từ từ, các anh dành cho nhau. Các anh dành cho nhau ạ. Ôi trời kìa. Tình thương mến thương. Tình thương mến thương. Tình anh em. Thôi, hít rất nhanh để bạn còn tỏ tình nào. Ok.
Nếm nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Cái gì nhỉ? 6, 7. Chậm lại, hít đó, chậm lại. 9, 10, 11, 20. Dạ xong rồi. Em nói hết, chậm cái hết luôn cho em coi nè. Em là em thấy anh Ngân là xuống mỗi cái mông thôi nha. Dạ, ok, thôi anh em. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Đứa nào mới mét vậy? Anh Ngân là hay thêm thấp lắm nhá. Rồi, ổn định vị trí. Chúc mừng cả nhà đã hoàn thành xong thử thách của Misha. Mọi người chơi vui không ạ? Quá vui. Vui. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà có rút được kinh nghiệm gì chưa ạ? Đó là không nên để anh Ngân để đầu, đứng chính đầu. Chính xác, đó là kinh nghiệm để đời luôn. Em làm gì mà cái những cái đơn giản thành phức tạp quá vậy Ngân? Em làm đơn giản lắm luôn á. Anh Ngân hay thêm thấp lắm. Anh chỉ làm này nè. Là biết rồi. Tại vì anh chưa nghĩ ra kịp. Không, nhưng mà để nhìn cái quả mà em bé, anh chỉ để như này thôi thì người ta còn đoán ra. Anh ta còn... Không, anh không biết cái đó là em bé nha. Anh tưởng là ru con. Ủa, em bỏ danh từ mà. Em cũng nghĩ là ru con luôn. Tại vì thật ra em là cái người diễn tả lại thôi. Nhưng mà bản thân em cũng nghĩ là ru con. Tại vì cái này là động tác ru con mà. Ru con. Nhưng mà là danh từ thì mà. Thì em nghe là danh từ. Chỉ bằng ngực sao mà như vậy nữa. Rút kinh nghiệm. Đấy. Thấy ông tưởng là trò chơi vận động nhưng mà không, đây là vận động trí não. Đúng rồi, phải biết danh động từ, tính từ chứ. Não rất tiện dụng, bạn đã có một cái chưa? Đây là một cái... Nơi nào có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian. Vũ trụ hoàn mỹ.